Anh Mực với chị Mận dạy em hả? Dạy em quậy quá hả? Đứa đầu đứa cổ. Thế thì nó chịu sao nổi. Mực ơi, đừng có cắn chân nha. Đấy, lại bênh em. Lúc nó bênh mình mà thì không không được cảm ơn thì thôi, lại cần bênh bênh con nho, lại ra đánh nó, lại ra vật nó. Đấy, chửi chửi mà Mực là tại sao cắn chân em nho đấy. Hai chị em như con voi mà bắt nó như con chuột thế, bắt nạt nó thế. Ê đây đây, đúng rồi, chạy vào phía mẹ. Đúng rồi, đi ra. Đấy. Thôi thôi, hai chị em. Đây. Đây, hai chị em to như con voi mà vụt vật anh Mực thế chứ làm sao nó chịu nổi. Đây. Đây. Đây này. Ôi giời ơi, ôi giời ơi. Đấy. Đấy. Mực lại chạy ra phía mẹ để bảo vệ, được bảo vệ. Ôi nó cáu rồi đấy. Hai chị em to như con voi mà vụt nó là sao nó chịu nổi. Đấy, nó bênh nhau, hai chị em nhà nó bênh nhau. Thôi, thôi. Hai chị em nhà nó vật nhau, thế là thằng Mực bênh con Mận đi cắn cái chân con nho vì biết con nho tăng đầu. Đúng rồi, hai chị em nó săn đầu. Thôi, chặt đầu. Thôi, thôi. Thôi. Này, nó cáu rồi đấy. Này, 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 này. Anh nó cáu rồi đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy, đấy. Mực, Mận, nghe không? Này này, cậu ở đây nha. Hai chị em vật nhau. Mà bà mầm nho bà ấy tăng động quá nên ông Mực cũng toàn cắn chân. Bà Mực lại quay ra bên bà nho, anh em nó cắn thằng Mực, thế là hai chị em lại quay. Hai chị em lại quay ra bắt đầu đánh một đứa. Đấy, chứ thì chị em nhà nó bênh nhau suốt ngày thôi. Thôi. Để thế. Mận đúng đấy, ui dồi bà nho nhổ cỏ kìa. Ôi cái cỏ chắc như thế mà bà nhổ kìa, ui dồi. Bà nhổ, ui dồi, ui dồi. Cỏ chắc như thế mà bà nhổ kìa, ui dồi. Ai dồi, ui dồi, ui dồi. Tiếp chưa, răng nào chịu nổi. Sợ chạy chưa. Bà nhổ từng tảng một kìa kìa. Sợ không. Ui dồi, chắc như thế kia mà bà nhổ. Ôi trời ơi, ôi dồi mẹ ơi. Ôi mẹ ơi, con tó hay là con gì thế này. Có anh chó nhà ai nữa thế này không? Úi dồi ôi, nhổ, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi. Sợ bà quá rồi bà nho ơi, úi dồi mồm toàn đất, úi dồi. Cỏ chắc như thế này mà nó nhổ được, sợ chưa? Úi dồi ôi, úi dồi ôi, khiếp, nó phá của mẹ thế này hả nhà Mận? Mày, bây giờ phạt nho nhé, phạt nho, phạt con nho này. Mẹ chưa có phạt được cây nào á, con Mận lại bắt đầu bành em nó, úi hai chị em nhà nó, ai? Mực bánh mẹ, không có hai chị em nhà nó cắn. Đúng rồi, chỉ có thằng Mực là một thương mẹ thôi. Ôi trời, đấy, hai chị em nhà nó, thấy chưa? Hai chị em nhà nó bênh nhau. Mỗi thằng Mực là thương mẹ, là bênh mẹ thôi. Thử nó cho mẹ. Mận với Mực thử con nho cho mẹ. Nó nhổ cỏ đây này. Nó nhổ cỏ, mẹ định phạt nó. Mà chưa kịp phạt nó, mới có nói câu phạt cái là nó ra nó cắn mẹ rồi. Ra nó cắn tay mẹ rồi. Ôi, sợ chưa? Ôi dồi ôi. Sáng giờ nó chạy mấy chục vòng ở ao sen rồi đấy. Đấy. Ôi giời ơi. Quá sợ luôn. Quá sợ luôn. Trời ơi, có con chó nhà nào mà lại nhổ thế này không? Này. Cỏ như thế này mà nhổ được, sợ thật đấy. Nhổ. Cỏ này là cái cỏ mà dùng cuốc, dùng xẻng cũng không đào được. Nó dai lắm thế mà nó nhổ nhổ đấy. Nó nhổ từng tảng một lên được, sợ thật. Quá sợ luôn. Trời ơi là trời.
Mẹ chưa có phạt được cái nào, mẹ mới nói cái phạt thôi á. Mà đã ra cắm tay mẹ đỏ tay rồi đây này, đây này. Bây giờ phải tát một phát vào mông mới được. Quýnh cho một phát vào mông mới bỏ tức tính được, chưa có đánh được cái nào. Mà con Mận nó đã xông ra nó phạt, nó bênh rồi. Nào. Hư này. Quá, này. Tăng động quá. Đấy, đây, đây con Mận. Đấy, vừa mới nói đến phạt cá chưa đây. Vừa mới tát được một cái vào mông là con Mận nó ra, nó xông ra nó bênh em nó rồi đấy. Kinh chưa, cô chú thấy sợ chưa? Chị em nhà nó bênh nhau chầm chập hả? Chưa, mẹ chưa có đánh được cái nào mà. Đã đánh được cái nào đâu mà bênh nhau. Thì bây giờ thằng ực cầm cái chổi ra đây cho mẹ. Cầm cái chổi ra đây cho mẹ. Này, nó phá này. Nó phá xong nó mệt quá, nó đang thở hồng hộc đây này. Phá, đưa cái chổi cho mẹ. Mực vào, cắt cái chổi ra đây cho mẹ. Hừ. Mực, cắt cái chổi ra đây cho mẹ. Nào. Đưa cái chổi đây. Nào. Mới đánh được cái vào mông mà nó đã bênh rồi. Bênh hả? Bênh nhau hả? Để đánh con Mận. Hả? Bênh phải không? Đánh luôn rồi. Đánh hả? Để cãi trả hả? Cãi trả hả? Ngóc tay trả hả? Đấy, em nó thấy để đánh chị Mận là nó ra, nó lại phà, nó bênh nữa, thấy chưa? Ôi trời ơi, đây, thấy chưa? Trời ơi, chị bênh em bênh chị. Ôi trời ơi. Đúng rồi, có mỗi mực là thương mẹ thôi. Đúng rồi, mực ngoan lắm, có mỗi nhà này có mỗi thằng mực là thương mẹ thôi, hai chị em nhà nó đấy. À, mẹ đánh Mận thì nho nó bênh, mẹ đánh nho thì Mận nó bênh, mỗi mực là bênh mẹ thôi nhỉ. Mẹ mực không bao giờ cắn tay mẹ nhỉ. Ôi trời ơi, đẹp trai ngoan quá. Nghỉ chơi hai chị em nhà nó nhé, hai chị em nhà nó quậy phá quá nhé, chơi mỗi với mực thôi nhé. Ngoan, đẹp trai con trai đẹp trai nhá. Trời ơi, đúng rồi.